Xin chào các bạn, tôi là Phạm Hoàng Lan, đại tá thầy thuốc ưu tú, nguyên là chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế của quân y Bộ Quốc phòng. Thoái hóa khớp là cái bệnh lý về khớp phổ biến nhất. Thoái hóa khớp thì liên quan đến sự phá hủy sụn khớp, xương dưới sụn và màng hoạt dịch. Bệnh thì có thể xảy ra bất kỳ khớp nào trong cơ thể, nhưng phần lớn là cái khớp chịu lực như khớp ở hông, đầu gối, cột sống cổ, thắt lưng và bàn chân. Ngoài ra, viêm xương khớp còn ảnh hưởng đến các ngón tay, ngón chân lớn và cổ tay. Nguy cơ mắc bệnh sẽ gia tăng theo độ tuổi. Trong đó, nhóm người trên 60 tuổi là đối tượng mắc bệnh nhiều nhất. Những người mà trong độ tuổi 20 đến 30 tuổi thì cũng có khả năng mắc bệnh. Nguyên nhân có thể là do hoạt động quá mức gây tổn thương đến khớp hoặc tạo áp lực lên khớp một cách liên tục. Đối tượng trên 50 tuổi thì nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam. Thoái hóa khớp là một bệnh khớp thường gặp nhất và là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tàn phế kéo dài ở những người trưởng thành tại Mỹ. Ở Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Đã có rất nhiều trường hợp vì thoái hóa khớp mà dẫn đến tàn phế, phải ngồi xe lăn suốt cả cuộc đời. Với phối hợp của 10 loại dược liệu quý ấy, thì tôi đánh giá cái sản phẩm Zoylab này rất có hiệu quả trong việc mà giúp hỗ trợ điều trị và nuôi dưỡng xương khớp. Cái thành phần chính của sản phẩm là glucosamine. Đây là một thành phần rất quan trọng trong quá trình tổng hợp mô sụn. Nó sẽ kích thích sản xuất sụn và các cái khớp phục hồi, vận động một cách dễ dàng, giúp hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa, biến dạng khớp và ức chế quá trình thoái hóa collagen ở tế bào sụn giúp bảo vệ sụn. Cái thành phần thứ hai mà tôi đánh giá cao đó là son retin phát. Đây là một chất được tìm thấy trong thành phần của sụn và các mô liên kết, giúp phần nào cải thiện việc bôi trơn đệm khớp và góp phần thúc đẩy sự dẻo dai của khớp bằng cách ức chế các enzyme phá hủy sụn và kích thích các enzyme xúc tác phản ứng tổng hợp các acid hyaluronic, cái chất mà giúp khớp hoạt động tốt. Ngoài ra còn hỗ trợ chống viêm giảm đau, và trong sản phẩm Zoylab còn có các dược liệu tự nhiên như cây dây đau xương, tăng ký sinh này, cùng các thành phần dược liệu quý khác, và sẽ phần nào cải thiện các vấn đề nhức xương khớp, cơ gân, hỗ trợ điều trị tê bì, tay chân rất hiệu quả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.